Xin chào đại gia đình Văn Lang, Thiên Phú rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả các bạn trong số bản tin tuần Văn Lang News số 86 phát sóng vào mỗi Chủ nhật hàng tuần trên kênh Fanpage và YouTube của Văn Lang University. Bản tin sẽ cung cấp những thông tin về đời sống sinh viên, các sự kiện hoạt động của đại gia đình Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua. Để mở đầu bản tin tuần Văn Lang News số 86, mời tất cả các bạn hãy cùng Thiên Phú nhìn lại những hình ảnh và những hoạt động diễn ra trong tuần lễ hướng nghiệp tại Văn Lang nha. Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi talk show Người trong nghề, phát triển sự nghiệp ở thị trường ngách lĩnh vực du lịch và khách sạn nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp cho các bạn sinh viên. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tuần lễ hướng nghiệp dành cho sinh viên Văn Lang. Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên Trường Đại học Văn Lang tổ chức talk show Cơ hội nào dành cho sinh viên kiến trúc, thiết kế, sáng tạo và phát triển trong kỷ nguyên số. Các diễn giả đã chia sẻ với các bạn sinh viên tham dự nhiều thông tin hữu ích xoay quanh 4 nội dung chính: hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân, portfolio chuyên nghiệp, ấn tượng, tìm hiểu thị trường việc làm ngành kiến trúc, xây dựng, thiết kế công nghiệp hiện tại, nắm vững bí quyết tận dụng tư duy thiết kế ý tưởng, sáng tạo trong công nghệ để mở rộng cánh cửa việc làm. Tiếp nối chủ hoạt động tuần lễ hướng nghiệp năm 2023, ngày 31 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên tổ chức talk show với chủ đề Giải mã ngành truyền thông, người làm truyền thông không lo thiếu việc. Chương trình là buổi trao đổi trực tiếp giữa các doanh nghiệp với các bạn sinh viên Văn Lang nhằm cung cấp thêm kiến thức thực tiễn về ngành nghề, nâng cao kỹ năng ứng tuyển, nhận thức và hiểu biết của sinh viên về những yêu cầu mà nhà tuyển dụng mong muốn trong bối cảnh thị trường lao động đầy khó khăn và thách thức. Các diễn giả đã cung cấp những kiến thức, góc nhìn đa chiều của một người làm truyền thông, từ đó giúp cho các bạn sinh viên có thêm động lực, không ngừng phát triển bản thân, chuyển mình bắt kịp với xu hướng thời đại. Ngày 30 tháng 3 năm 2023, khoa quan hệ công chúng truyền thông Trường Đại học Văn Lang tổ chức workshop để trở thành ứng viên nổi bật. Sự kiện được tổ chức nhằm trang bị kiến thức về cách xây dựng thương hiệu cá nhân, kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc cho sinh viên. Qua đó giúp các bạn nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng, tăng sự tin tưởng và cơ hội thành công trong công việc. Các bạn sinh viên được gặp gỡ và trao đổi cùng Hoa hậu Danh vọng Thu Hoài, người sáng lập chuỗi hệ thống Viện Thẩm mỹ Khơ Thị, và anh Huy Vũ, Human Resources Supervisor Unit Group. Tại workshop, các bạn sinh viên được tìm hiểu về xây dựng thương hiệu cá nhân, kỹ năng viết CV và phỏng vấn tìm việc, hỏi và đáp, phỏng vấn giả định. Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Khoa Dược Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi giảng chuyên đề Sự đề kháng kháng sinh, thách thức và triển vọng nhằm trao đổi, chia sẻ kiến thức trong ngành nghề cũng như cập nhật các ứng dụng thực tiễn, công nghệ mới cho các bạn sinh viên đang theo học ngành dược học tại Văn Lang. Chuyên đề vinh dự đón tiếp Dr. Patrick Bayless, chuyên giám đốc trung tâm bệnh viện Saint-Vey của Melbourne, thành viên liên kết của Học viện Phẫu thuật Quốc gia Pháp. Ông chia sẻ với các bạn sinh viên về nguồn cảm hứng, các nghiên cứu của bản thân về sự đề kháng kháng sinh. Bên cạnh đó, ông cũng giảng giải thêm về khả năng thích ứng của các tác nhân truyền nhiễm, những ứng dụng đa dạng của RNA trong môi trường phẫu thuật, điều trị ung thư cấy ghép và nhiều thông tin hữu ích về mạng lưới giám sát kháng sinh. Ngày 26 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Văn Lang chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban chấp hành đoàn trường đã triển khai hai đợt lớp đoàn viên mới nhằm bồi dưỡng và phát triển thanh niên ưu tú. Ban chấp hành đoàn Trường Đại học Văn Lang ghi nhận 2.000 lượt đăng ký tham gia lớp cảm tình đoàn với 537 bạn thanh niên ưu tú đã thực hiện tốt bài thu hoạch và vinh dự được kết nạp đoàn. Mong rằng các bạn đoàn viên mới sẽ luôn giữ cho mình đam mê, nhiệt huyết, cống hiến sức trẻ vì cộng đồng và xã hội. Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Văn Lang đón tiếp đoàn chuyên gia từ Đại học Otago, New Zealand đến thăm và chia sẻ cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực sales và marketing. Tại sự kiện, bạn sinh viên được tìm hiểu về sự khác biệt giữa môi trường kinh doanh thực tế và môi trường đại học, cách áp dụng những kiến thức học được vào công việc, cách để trở thành người sẵn sàng làm việc và những hướng đi trong thế giới toàn cầu hóa. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô điện. Buổi họp được tổ chức nhằm đóng góp ý kiến về chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô điện
với mong muốn đưa cho sinh viên một chương trình giảng dạy được diễn ra một cách tóm gọn, chính xác, hiệu quả trong quá trình học tập và trải nghiệm tại Văn Lang. Thông qua buổi họp với sự tham dự của các cán bộ, giảng viên khoa và bộ môn đã đảm bảo được chất lượng chương trình đào tạo sắp tới dưới nhiều góc độ, tổng kết được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích giúp chương trình giảng dạy càng chỉnh chu và hoàn thiện hơn. Sau thời gian thiết kế và thi công tại xưởng nội thất trong campus cơ sở chính, thầy trò ngành thiết kế nội thất đã ra mắt 45 sản phẩm đèn, trong đó có 44 sản phẩm của sinh viên và 1 sản phẩm của diễn viên, sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ vụn thải ra từ các nhà máy chế biến, sản xuất đồ gỗ, đáp ứng mục tiêu 17 tiêu chí phát triển bền vững mà UNESCO đề ra. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia thiết kế nội thất, các đại diện nhãn hàng đến tham quan và ủng hộ cho các tài năng trẻ. Cuộc thi thiết kế đèn từ vật liệu tái sử dụng với chủ đề Radiant from the Unexpected do khoa mỹ thuật và thiết kế, ngành thiết kế nội thất phối hợp với các đơn vị đối tác đồng tổ chức. Đây là cơ hội để sinh viên kết nối với các doanh nghiệp uy tín đầu ngành, sáng tạo các sản phẩm mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Ban đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Hội đồng Anh tổ chức hội nghị chuyên đề khảo thí ngoại ngữ Việt Nam năm 2023 với chủ đề New Direction Series, quy tụ hơn 200 diễn giả, tham luận viên, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên, giáo viên tiếng Anh đến từ các trường đại học, trường phổ thông trên khắp cả nước. Hội nghị chuyên đề khảo thí ngoại ngữ Việt Nam là sự kiện mang đến những góc nhìn về các vấn đề thời sự và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực khảo thí, đánh giá việc học và giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Trên hành trình hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học chuẩn quốc tế theo định hướng nghiên cứu, Trường Đại học Văn Lang kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến giao lưu, trao đổi học thuật, kinh nghiệm chuyên môn uy tín, là nơi tổ chức các hội nghị mang tính học thuật cao, đóng góp tác động tích cực đến sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Tuần vừa qua, Văn Lang rất vui mừng chào đón hơn 1.900 bạn học sinh trung học phổ thông đến tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023. Ở cuối bản tin tuần này, mời đại gia đình Văn Lang hãy cùng Thiên Phú nhìn lại sự kiện này và những hình ảnh ấn tượng tại kỳ thi đánh giá năng lực này nha. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công cuộc thi số 13 phục vụ kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023 cho hơn 1.900 thí sinh, đồng hành cùng 47 cụm thi khác ở Thành phố Hồ Chí Minh và 19 tỉnh thành trên cả nước. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, có tính thực tiễn cao, một số điểm đánh đố được đưa vào vòng tán logic khiến thí sinh mất nhiều thời gian. Tuy nhiên không quá khó, vẫn thuộc kiến thức đã học ở khối trung học phổ thông. Chúc mừng thí sinh đã thành công vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một ngày không xa tại Văn Lang. Bản tin tuần Văn Lang News xin được phép khép lại tại đây. Các bạn hãy nhớ đón xem bản tin trên fanpage và YouTube của Văn Lang University nha. Hẹn gặp cả nhà tại bản tin Văn Lang News tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.